tăng số lần nghỉ việc để đi khám thai lên 7 lần. Ngoài ra, người lao động nữ còn có thể nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp phải đi khám thai nhiều hơn 7 lần, theo chỉ định của bác sĩ. Đây là đề xuất của Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đề xuất này dựa trên cơ sở các khuyến nghị dưới góc độ y khoa, đều cho biết thông thường người phụ nữ mang thai phải trải qua ít nhất khoảng 7 lần đi khám thai định kỳ. Ngoài ra còn có những lần khám thai theo chỉ định đặc biệt của bác sĩ để đảm bảo sự phát triển của thai nhi và an toàn sức khỏe cho người mẹ. Đồng tình với tăng thời gian, Công đoàn ngành y tế đề xuất người lao động có thể khám thai tối thiểu 5 lần và tối đa là 9 lần. Để thuận tiện, công đoàn cho rằng người lao động có quyền được nghỉ việc đi khám thai và được chi trả trợ cấp cho 7 lần khám thai.